mong em bunny kia bunny bị bang ba in bun sang kapi hang lem da chưa new free mtu kana bun sang ta kota lai rung rang kota lai tru kuno kna yong kung san tina mong ni bunap zero nan lai nem ba ko mày kem ta mong bun ta ni kbi mày hop ak pi bang lai mem da mày sam pi bang bread ik sam tlang hang lai ruat we kota lai mem da bread ik buk lak bread ik thao kan rang ta ipu ra ne ba ni lon char việt nam lu mệt và dòng từ buồn sang ta đã nên buồn một lại đập năng ô lại muốn đi lon đi đã buồn nhưng bạn cất lại tiếp ta tiếp dần lần là khi học tàu lê tông nạ tiền lê tông mẹ vi bằng nạ buồn sang ta hạn này đoạn hữu mà họ đang cha cha đi cha nè cha là hiểu đi và đã cha là hiểu nè giờ đến lại này có mấy cái thứ được cái vi bằng mệt và dòng từ buồn sang cứ lại gấp hết muộn gấp nít cái mấy lăng xem toa buộc vi bằng họ thế ạ cất buồn nhôm ngã mang lại nách như kha mang lại đẻ lùm ta cả đời lại nâng bằng họa như kẹt prai cả đã buồn xa buồn sang về là cả đã phù giờ nó lại là đầm prai có mày có một đá điệu cái lại hình lớn ta bồ như bạn có lại này có như vậy mày đặt cái lại bồ rạp bồ lon này bồ là có cái lại như ngã cả đã buồn sang lại được buồn cố xir lù có như ngã sĩ nâng nọ hàng đà lệ can cro đà lệ mực đà lệ nhiều ngã mằng tối hằng bùm nụ giá cười tới lời này cất lệ cái những ngã đó nó là càng nách càng phai cái nạn buồn sang một cái nhà đầy gà đà dẫn mày bùn luôn tà nhiều mạ lời cái nằm làm nách như cái gì nạn buồn sang móc bay nhiều mạ nó lại như dầu tới lời chất độc tới lời nhiều mạ một trung quốc kia thầu ngã banh đang ngã ir pay đang ngã mằng can đa như ngạ bằng bấm nút ya, đa là pray, pray ít thâu ya, ít lằng ít tóc như ít thâu ít nại ít thâu ya, nhiều pare hàng lại pray đã pu đã bỏ hoạn, với bấm nút chết ní tạo một học căn ô con nó em mồm mạ em lằng miên cái đủ như ít thâu ya bấm nút ya một lò, sắp xa là nhiều mình đi mình sẽ xả lụi, dẫn một vợ dần như ngạ lum ta cái đó này là buồn sảng tại những thâu nó ngạ như ngạ mang lại ném người dòm mang lại không, đỡ đã rồi nó loạn là buồn sảng tại này rất nhiều loạn lùi bùng quá. Bệnh đại đường này là loại bằng đại đường này trả mình lần lê tướng mang cả lấy lúc có xe dần bè dạy dạy lần lê tướng có trả lấy huyết áp một lau có trách trả lấy nó buồn sạc đã dì lùi huyết áp lại như nào có trả lấy đốt quỵ dần bè tọt ở dưới lệ bị ạ rạ rạ tục gì à dưới lúc nuôi buồn sạc ta hẳn này lùm nuôi có trả lấy loại lúc xe loại huyết áp một là huyết áp máu mi ra này mạ một lấy chất mong nhóm mạ một cuộc kêu gì bị nặng buồn sáng ta nên ít tập cái nào đấy mệt vậy nặng buồn sáng nó mong ta nhận đầy gà ta hàng dần dần mở mắt là loại sẽ ta dần như một là loại sẽ ta ô dần có lẽ do dần như thâu như bộ ngã tầng dần như lê pe trong cái nào một cuộc nhóm mạ lại tàu tùng nữa anh ấy vùng tây nguyên dần và pretty thật xem lặng cái này nó có mày càng rõ rồi cái chữ này lại mệt vã mày buộc cái pi bằng hạt rẻ thư cái nặng buồn sang nắp nè màu lửa lúc lên tàu ban màu tổng thống Mỹ Joe Biden nhiều càng trôn ăn đi và ăn đi lần chả Việt Nam nó về lần chả Việt Nam nó lại đã buộc hiện phá lu chả tịch ngao bình luận hàng lấy chỉ trích của Việt Nam vi phạm của nhân quyền vì tôn giáo ở Việt Nam nó đã có nhớ hiện phá đã buộc nó cơ là diễn đàn cơ nhớ chỉ trích Việt Nam như giàu kêu gọi cơ là lấy thư đọc cộng đồng người Việt trong nước ngoài nước pre kèng ur gạo nặc này lắm lỡ plu lên tập bàn này vừa kèng căn trở kèng đã bị bằng họ pre tổng thống Joe Biden bị thâu cơ lần chặt Việt Nam nhiều độ cứ bình núi rồi cao hoặc lấy kia là lấy từng những trăm tiền gì núi bình một lấy đáo vừa ta hàng lấy đập nàng dọn đập này lần tới này rằng bốc thư được cất lại này hiếm bạn mệt vã tầm một lần mình mà cất lại để rằng kẹn kẹt thì nhúm mà cất lại út rào này lần rosa có mấy kèm thư được cất lại mệt vã buồn sang đỡ đã bị ý nhận rồi dọn bị ý nằm mức cứt cứ nhầm tố lê đông cứt nhớ út rào sẽ đang ố với cái nặng buồn sang ta bị ý đổ kẹt hẳn đi lại nôn nhúm mạng chập mũ lại này tôi hôm nay mới prom mực thầy đầm rơi mạ mông cân tôm
trúc bà anh huyên mò hà đây nhà tốt liên khả hàn như căn cây về lặng như thao lao lấy dựa bình doan nhập trôn lao như lệ càng út rào tổng thống chú bê đơn này nó nhập ní nhập qua tầm hà này như kít cây như kẹ kri về lặng bị nạ bốn sang ta nào của ma bố đà nào đi nào nâng sơn bài nế nâng người bài tí bố đà chẳng nộ này chạy rào bố đà như giám sát đi chính thức mở lên nôn dựa nó vã nên mày cầm thư cật lại để lại nhiều mày u như giờ có như này chi là lại US C ILF tố như giờ có tôi lấy Việt Nam như giờ lùi về tự do tôn giáo như giờ hút lùi về tự hút lùi về tự do tôn giáo chứ bạn mà hút lùi bằng lầu đây này do cắt lệ như bộ tổ cật lại tự do tôn giáo này tôn giáo này như lại trong tình yêu nó như lại này thủ tướng Việt Nam gặp tân thủ tướng Campuchia nhiều bàn về phân định biên giới nên là biên giới này thao là tôi trong hai đồng tiền lên tích khỏi rồi vì nó mất trở lại biên giới này lại nông cana cộng sản Việt Nam như chiếm có biên giới có lệ anh Campuchia dù anh Campuchia hôm nay lại bùng ác ốc một lần tra tới nhiều mình phải để buộc lại lệ tưng mâu cất lệ buộc lệ phù hạ này mà để lăng cất lệ có sang phù hạ mình phải mau năm lúc phù sang nó bình rồi câu hàng lệ kể cả những đồ mạng cự này sang nó nhu như tương sang nó đã tham đã tre cỡ đã coi cỡ đã miệt đã vai như tôi cứ những như giờ bị gặp và cầu kẹn lấy cái cầu này chăm như mặc cứ bị tặng lấy tương như lấy máu có đặc là dần từng hơn 60 gia đình tù nhân lương tâm ở Việt Nam vừa gửi thư chung đến tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi ông nêu vấn đề nhân quyền khi gặp giới lãnh đạo tại Hà Nội cũng lúc nhóm các tổ chức nhân quyền tại Mỹ hối thúc Nhà Trắng gây áp lực với Việt Nam mạnh hơn về nhân quyền. Nên thứ có biết bằng hàng lễ rằng thứ về thúc đẩy cơ tài lệm thứ ta cơ tùm thảm á lê tổ quốc nội doanh càng ngạc rộng cơ tài nhân quyền hàng lễ là bình nhiều thủ mạng cử mỗi năm tốt của gia đình năm tốt của gia đình cật lại nhiều gặp như tôi dám giữ hạt này lại càng private mới được bình phun doanh nhở nón đó lại này hiện tại bức thư để ngày mùng 1 tháng 9 kêu gọi tổng thống Biden thúc đẩy việc cải thiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam trong đó chính quyền Hà Nội cần phải chấm dứt trả thù các tù nhân lương tâm nó nên chính phủ Hà Nội lại những bạn nhiều tra thù nhiều ngạ mạ khom mạ cứ bị bằng răng kẹng nhiều kẹng phía trước cất lấy nè cất lấy như có bị pẹt chầm biến bị mũi hàng lấy cầu hàng lấy cái cả do nó mệt vả cất lấy này đã bút luôn ta hàng này lại cất lấy nạ buồn sang ta ý thâu lấy bạn nạ buồn sang ta nào bạn nạ buồn sang ta độ nhiều kẹng mạ nách tôi ý bố lấy cất lấy dòng thư kẹng phi bình như nó mạng cự hay là này xăm tay phơi ra là mạng cự hiện tại như tôi gật mà như càng lại chơi nó đút nào bình như một nẻo có đồng toàn là cho đút và phơi thì thở răng lại này nó mềm tạ mong bồn của ta thì phơi này lại lại làm a rồi nhớ nhưng màu chi mình là nhập về hay này tâm bình của dân như giáp đang viết tên như giáp cất lấy càng đa dòng thư được đặt buồn sàng cất lấy này chặt ngáo vật ấy lần chặt Việt Nam màu cất lấy nhiều bị bẹt càng lại nạ buồn sàng tổ cự này nên mà giờ ga lại lũ cái nạ buồn sàng đó bao nhiêu tổ cự lều vật bình doanh nhóm mình doanh như cái nòng năm của chỗ đối sam bình lại chỉ để đặt lỗ lũ lo do cất lại bộ máu ăn chỉ để về đặt một lần lại tuy nhiên lúc này doanh cộng sản như lệ lệ Việt Nam lại bộ máu cự nạ nuôi buồn sàng rồi cọt lại đau lại không lại cái khéo sam mang này lại bình doanh nhóm ta lại một năm tổ cho sàng nội nhập vụ lên tầng bình phục lên nhập vụ đi lên tầng riêng cho cái nạ buồn sàng một cái nhà đầy gà đã lên bạn nhiều dập vi phạm an ninh quốc gia nó như lệ xâm phạm an ninh quốc gia nó nhiều loại cự xâm phạm an ninh quốc gia màu lum nước bùn doan trái đế na nó như dập hệ tù nhân lương tâm
nên tù nhân lương tâm với dự phong này ôm mệt vả bố là lại tổ chức là khỏi 8406 cơ ta lại tù nhân lương tâm này dẫn nó nhổ dòng thư tổng thống Joe Biden càng mạ bọ càng nhức nhớ của Việt Nam lên nhức nhớ Việt Nam nhưng mong thư nhổ dòng thư được nạp buồn sáng mong tại nhà đi gà đá đó hiện lên cho Việt Nam lũ ni tôi có một mạ bình dòng tệ đọc bê đê cơ ta lại thảm an lệ càng dòng thư ur rào càng la bìm nặng nay nhà tôi ur rào nhưng mà lợi cả đạp bố ông mộ lời nên lại ur rào chính lợi thì nhiều bồ được nặng buồn sang tá như trăm phiên nhưng mà cứ luôn đạt được chứ nên tôi lại này bị thấu răng mệt vả ý độ lại được ngăn răng có nó răng púp nào tại nhà bị phải học xăm mắt lên ur rào nằm được đặt thằng tụi yuan bị làm nào ô yuan đã này thao lại nặng buồn chìa về đã anh thôn quê đó là cả Đắk Lắk và đã Phú Yên và đã Lâm Đồng và đã Lắk Đắk Nông và đã Kon Tum chỉ để xa luôn chưa lù dọn như nào cứ khen những ô cào bình về Hà Nội như thế về những ô cào nhá về Hà Nội như thế ô cào giờ giờ Hà Nội nhưng mà cự đã giờ anh ta ô cào lại tung cự ô cào nhưng mà lùi ra cào giờ đã nè lại đang khen tuân hàng lại ôn hòa bộ về ô cào full ra bộ phận xăm bình dọn như là mút tôm mà nó khen ô cào vậy nên về học viên vừa vào nên mùa này lau pi mùa có mấy chẳng rắc miệng cắt lời là chút này hàng đã buồn sáng đã bu cơ trở lại này nó còn rắc lời đông này bức thư để ngày mùng 1 tháng 9 kêu gọi tổng thống Biden thúc đẩy việc cải thiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam trong đó có chính quyền Hà Nội phải cần phải chấm dứt trả thù các tù nhân lương tâm trong các trại giam, trả tự do cho tất cả những người đang ở bị tù, bị vu cáo, vô căn cứ và phải chấm dứt việc dùng làm những mục đích cá nhân trong các thương lượng với chính phủ được yêu cầu tự do. Do đó lời này đã bổ hiếm phạm mệt quá, có lời tung lúng, cơ nhố hàng lời rung răng như ngạm nách chẳng trăm tiền bị tôi sử dụng nạn lời tầng nhiều tuy ngã ố dạ này bình doanh như chúng tôi trăm tiền hà này vất nã buồn sang tất cả mà mùa này chơi new free mình đi bằng em được buồn sang khắp biển mà muốn mềm đung đứng hàng lời rồi về duyệt lập hình lại một pro mạng của anh em thử cái nã buồn sang đã mình ta bạn đi tập này.